Chào các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô. Thưa các bác, một chiếc xe trước mặt các bác, lốp treo, đèn bi, cửa sổ trời, hàng đẹp, máy xăng 1.5, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, động cơ ngon và con này sử dụng số tự động luôn, bản full kịch nha các bác nhá. Ford EcoSport, vâng, thương hiệu đến từ Mỹ luôn, sản xuất năm 2018. Động cơ máy xăng chỉ có 1.5 thôi. Xe rất là đẹp và kiểu dáng thể thao, nhỏ gọn, xinh xắn. Và con này thì luồn lách trong các cái khu vực chật hẹp cực kỳ ok luôn. Những ai có điều kiện kinh tế vừa phải thì sử dụng những mẫu xe như thế này thì nói thật các bác quá là tuyệt vời. Giá vừa rẻ vừa ngon mà lại tiết kiệm nhiên liệu. Tính ra các bác đi 100 cây thì các bác hết khoảng tầm 150 cho đến 160 nghìn. Thực sự là đấy cũng là một mức tiêu thụ nhiên liệu tốt và đi cái dòng này thì nó rất là bền lành. Đặc biệt là đi dòng Ford thì nó rất là cứng cáp luôn. Các bác biết rồi, Ford là vua bán tải tại Việt Nam. Ford là những cái chiếc xe mà đi thì đầm và chắc cực kỳ luôn. Một chiếc xe Ford EcoSport bản Titanium với lốp treo la răng đúc, lốp Michelin 4 bánh xịn sò và lốp thì rất là mới, đời 2018. Thì các bác biết là đây là những chiếc xe mà phải nói là chủ người ta đi rất là giữ gìn luôn. Đây là con này thì lăn bánh được 4 vạn, hơn 4 vạn một chút. Tí nữa ta sẽ nhìn đồng hồ cho nó chuẩn. Vâng. Nhưng mà bù lại các bác nhìn ạ. Vâng. Về sơn của chiếc xe, tỷ lệ sơn zin của con này là 89%. Thế còn xe thì cũng đã được độ camera 360 độ rồi các bác nhá. Vâng, camera 360 độ cảm biến xung quanh xe và cửa sổ trời, tích hợp rất nhiều công nghệ an toàn hiện đại ở trên chiếc xe này. Đấy, các bác nhìn về phần thiết kế ngay từ đầu thì đời 2018 thì dòng Ford là bắt đầu sử dụng những cái mặt catalang có chữ Ford rất là to bản hầm hố. Xe thì mang biển Hải Phòng 15A39723. Vâng, chính chủ biển Hải Phòng luôn các bác nhá, để các bác yên tâm. Cảm biến phía đằng trước cũng như là cảm biến phía sau thì rất là nhiều. Càng mang lại cái độ an toàn cho các bác. Và đặc biệt là con này thì có cả cam 360 độ luôn. Thế nên là các bác mà đi đường xa hoặc là những cái chỗ đông đúc ấy ạ, thì các bác sẽ rất là thoải mái như việc và tránh được va chạm. Hệ thống chiếu sáng của xe thì sử dụng đèn bi cầu projector. Và đèn pha thì là sử dụng bóng halogen. Đấy, pha dưới pha trên thì các bác nhìn ạ. Vâng, ánh sáng thì rất là đồng đều. Và đặc biệt là cái dòng này thì bầu đèn nó rất là đẹp và mới luôn các bác nhá. Về các bác không phải nghĩ ngợi gì luôn. Xe này thì đảm bảo cam kết cho bác là còn zin và không có đâm đụng tai nạn, không ngập nước. Còn quẹt quét xước xác thì em không nói nha các bác nhá. Vâng, em sẽ không nói ở đây. Kính zin luôn này. Đấy, các bác nhìn. Đấy, 2018 đây này. Vâng, một chiếc xe đẹp, thiết kế hài hòa, cam 360 độ đây. Đây ngay dưới ạ. Và đấy, xi nhan tích hợp cái tay gương. Và gương chiếu hậu thì đã được gắn thêm cái gương lồi nhỏ để tăng cái khả năng góc rộng quan sát cho xe. Thực sự là nói thật như em ít khi em dùng những cái này, hơi bị vướng. Thế còn phần bậc để chân thì các bác nhìn ạ. Vâng, sàn nhôm thì rất là chắc chắn, đạp phát là rung cả xe. Giá nóc của chiếc xe thì nó có hai cái nẹp giá nóc giả ở trên này và có các cái phần tăng cứng, trông rất là thể thao và khỏe khoắn, đặc biệt là có cửa sổ trời. Đấy. Con này thì đã được dán phim cách nhiệt toàn bộ xe rồi. Và cái phim cách nhiệt trị giá cũng 6 triệu đồng. Thế nên là gần như đứng ngoài đây không nhìn những cái gì nội thất bên trong xe luôn. Lốp con này thì sử dụng 4 quả lốp Michelin mới. Và lốp này lốp mới, không phải lốp 2018 đâu các bạn. Đầu năm 2021 luôn. Cái này là chủ người ta thay. Và chắc là cái dòng lốp Ford thì bao giờ nó cũng sẽ sử dụng cái dòng của Matic hoặc là Bridgestone. Thế nhưng mà đây là chủ người ta có điều kiện, người ta thay 4 quả lốp Michelin nhé các bác nhá. Vâng, người ta thay 4 quả lốp Michelin của Thái. Nên là đi cái dòng này rất là êm. Và thực sự là gần như là không nghe thấy tiếng rội lốp. Đấy, lốp láp dày này. Đấy, lốp được có 1 năm thôi. Nên là rất là dày dặn luôn. À, cua lốp thì không nói gì rồi. Vâng, đây là một chiếc xe lướt mà 2018. Một chiếc xe lướt cực kỳ đẹp luôn. Đấy, 4 quả lốp Michelin mới 2021. Mới kính quang. Đấy, và đặc biệt là lốp đã không ồn rồi, lại còn có cái phần thảm nỉ chống ồn đấy nữa. Nên là phải nói thực sự con này đi độ ồn của nó gần như là tuyệt đối luôn. Vâng, rất là tiện, thích hợp cho những ai mà không thích cái âm thanh ồn ngoài đường. Keo chỉ thì zin và đã được dán các cái nẹp chống ồn ở đây rồi. Đấy,
các bác đi thì càng yên tâm. Con này phải nói là chủ người ta giữ gìn rất là cẩn thận luôn, được tích hợp nhiều các cái chức năng và có cả đèn nổ start top đây. Đấy, đồng hồ là 5 bánh đây này các bác ạ. À, đâu à, hiển thị chưa chưa. Đấy, em này cứ phải nhìn số mới ra hình cơ. Đấy, phim cách nhiệt 3M, dán hạ kính, lưng hạ kính xuống ngay là trông nội thất bên trong nó sáng láng ngay. Con này thì thưa các bác là sử dụng nội thất ghế da màu đen pha chỉ đỏ, rất thể thao. Vâng, thể thao như là những gì EcoSport nó thể hiện tại thị trường Việt Nam. Ghế cao, ngồi thẳng lưng và dáng ôm, có cái bầu ghế này nó rất là to, nó ôm sát thân nên là các bác yên tâm khi mà mình ngồi thì nó sẽ cảm giác rất là thoải mái. Phần vô lăng của xe thì là vô lăng da khâu và các bác nhìn ạ, vâng, khâu da rất là đẹp và tất cả các cái phần mà dễ bám thì chưa có mòn một chút nào cả. Đấy, xe thì 5 bánh được 3,7 vạn, vâng, em báo gần 4 vạn đấy, chuẩn chỉ luôn đấy các bác nhá, không có tua tẹo gì đâu. Vâng, xe chuẩn chỉ luôn, có sao báo vậy. Thế còn hệ thống đèn của chiếc xe đây các bác ạ, đèn điều chỉnh có rất nhiều chế độ sáng đấy, có điều chỉnh góc mở của đèn gầm dưới, rồi đèn sương mù, đèn định vị đấy, rất nhiều chức năng tích hợp trên chiếc xe này và có điều khiển giọng nói âm thanh. Một chiếc xe số tự động đẹp với động cơ 1.5 tiết kiệm nhiên liệu. Dòng này thì nó đi mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của nó khoảng tầm hơn 6 lít trên 100 cây. Màn hình đa chức năng có tích hợp cam 360 độ. Đấy, tích hợp cam 360 độ này, rồi cam hành trình, cam lùi. Thì cái này các bác yên tâm. Vâng, với những cái trang bị như thế này thì thực sự là đây là một chiếc xe quá là đỉnh rồi. Thế còn điều hòa của chiếc xe là sử dụng điều hòa auto với các bác nhá. Điều hòa auto chỉ bằng một phím bấm thôi là đã hoàn toàn hiện đại. Đây, nó có luôn điều chỉnh nhiệt độ trong xe này. Vâng. Nội thất con này thì trông bên ngoài thì có thể nhỏ nhắn nhưng mà thực sự là bên trong thì nội thất rất rộng rãi luôn. Với trần của chiếc xe này là trần da 5D. Đấy. Trần da 5D sạch sẽ không như trần nỉ. Đấy. Và nội thất hàng đằng sau thì cũng khá là rộng. Tuy nhiên là nó sẽ không được thoải mái so với những cái dòng 7 chỗ hoặc là 5 chỗ bình thường khác. Vâng, vì dòng này là dòng thân ngắn. Đấy. Tất cả các cái chỉ của xe thì đã được dán nẹp chống ồn rồi nhá. Nên là các bác yên tâm, về các bác đi thì quá là tuyệt vời rồi. Đấy, và lốp đằng sau, hệ thống đèn hậu đằng sau đây. Các bác nhìn ạ, được ốp bọc chrome và đèn thì mới. Tất cả đồ là zin nhé các bác nhé, nên các bác yên tâm. Con này nếu mà đi ngoài đô thị thì nó hết chỉ 5 lít thôi. Còn trong đô thị hết trung bình 6 lít 2. Một mức tiêu thụ nhiên liệu mà nói thật các bác là vai ốt không bằng. Vâng, thế còn hệ thống cửa thì là cửa bấm mở khóa rất là nhẹ nhàng. Đấy, keo chỉ này. Xe này các bác yên tâm, bao cam kết cho các bác test hãng thoải mái nhá. Vâng, nội thất hàng khoang ghế đằng sau đây rộng rãi và con này thì được dán 3M hết rồi. Đây các bác nhìn này, dán 3M chống ồn luôn. Chủ người ta cẩn thận như vậy mà. Vâng, chứ còn không cần phải trình bày câu thứ hai về chất của con xe này. Đấy, bản lề này đẹp luôn. Đấy. Một chiếc xe nói chung là không chê được cái gì, gọi là một chiếc xe lướt mà. Vâng, cảm biến đằng sau đây, cảm biến đằng sau cho xe. Đấy, rất là an toàn. Đấy, khi mà các bác đi những cái dòng xe này, các bác có cảm biến thì các bác cũng sẽ rất là thoải mái trong việc linh hoạt trong cái việc di chuyển. Vâng. Thế còn lốp Michelin 4 quả con này thì mới hết rồi, thì em chả phải trình bày nhiều. Nói chung là các bác đi con này nhá, cái thứ nhất là các bác có độ chống ồn cực kỳ tốt luôn, êm ái. Đấy, đẳng cấp. Ngồi trong xe thì cao gầm máy thoáng. Vâng, con này là một dòng xe SUV cỡ nhỏ. Vâng, dòng xe CUV đó. Vâng, CUV cỡ nhỏ thôi chứ không được gọi là SUV đâu. Đấy, dung tích máy xi lanh nhỏ và tiết kiệm nhiên liệu. Những ai mà thích cái dòng thể thao, cửa kiểu dáng thể thao thì thực sự là các bác không nên bỏ qua chiếc xe này. Vâng, một chiếc xe đẹp, thương hiệu đến từ Mỹ, chất lượng với khóa khiển điện, hệ thống đèn ánh sáng xanh xịn sò. Em sẽ đề nổ chiếc xe này lên, sau đó ta cùng kiểm tra về khoang máy. Màn hình hiển thị rất là hiện đại các bác nhé. Và bên này thì có các màn hình đơn đa chức năng. Em đề nổ này, ấn đề nổ bên này. Đấy, máy rất là êm luôn. Động cơ 1.5, máy tua chỉ có 800 vòng phút thôi. Hỏi thật các bác chứ kiếm đâu ra con xe mà nó êm ngon như thế này đâu. Đấy, các chức năng gạt mưa, gạt kính thì phun rất là tơi. Đấy, rất là êm và tơi luôn. Đấy, và ta sẽ mở khoang máy nhá. Cái này mở khoang máy này.
Và trước tiên mở khoang máy thì ta sẽ cùng bật khóa để cho bật đèn đấy ạ. Vâng, bật đèn. Đấy. Hệ thống đèn của xe này thì đỉnh rồi. Đấy. Các bác nhìn này, hệ thống đèn bi cầu nhá, ánh sáng xanh rất là đẹp luôn, vừa thiết kế đẹp mắt mà lại vừa công năng sử dụng thì không phải nghĩ luôn. Độ sáng hoàn hảo. Vâng, ánh sáng nó đều và nó không hề có bị gây chói mắt người đằng trước nhá. Đấy, thiết kế đèn thì rất là đẹp và nó cân đối hài hòa với cái phần mặt của chiếc xe như thế này, chứ nó không hề to, không quá to so với một chiếc xe này. Còn phần capo thì em sẽ mở cái này lên cho các bác để các bác cùng đánh giá. Vâng, con này thì anh capo bên này. Đấy, mở hơi độc lạ một tí. Đấy, động cơ máy 1.5 đấy các bác. Máy thì rất là êm và con này thì sử dụng động cơ EcoTec của Ford nha các bác nhá. Vâng, khoang máy thì khá là nó không được sạch sẽ vì là xe này mới về và cũng chưa rửa ráy dọn dẹp gì cả. Có sao để nguyên vậy. Đầu tiên ta sẽ kiểm tra là phần dầu. Dầu của con xe này thì các bác nhìn ạ. Vâng. Đấy, chà, dầu này cũng tương đối là vàng thôi chứ không thực sự là vàng lắm. Cái này thì cũng lên thay dầu. Con này thì chủ người ta bán vậy thì cái này em sẽ thay dầu cho nó đảm bảo cho cái xe cho này. Thế còn hệ thống nước làm mát này, rồi phanh ABS chưa. Đấy, tất cả các cái trang bị tiêu chuẩn của xe thì các bác cứ nhìn ạ. Vâng. Hoặc là các cái phần tay đèn đây thì nó đồng đều, nó không có bị sắt cạnh gãy vỡ hay là phải dán đủ cả. Xe nó còn zin mà. Vâng, bán được các bác một chiếc xe zin nhá. Đây là một chiếc xe lướt nên là giá tiền của nó mới là 505 triệu đồng. Đấy, xe rất là cứng luôn, cứng cáp, chắc chắn. Máy cực êm, giòn. Nổ rất êm luôn. Đấy. Những ai quan tâm đến mẫu xe đẹp này thì hãy điện thoại ngay cho Vũ Diều tôi nhá. Con này máy còn zin, đảm bảo các bác luôn nên là các bác yên tâm. Không phải nghĩ đến cái chuyện là hỏi phải bao cho các bác test hãng thoải mái luôn. Những ai mà yêu thích chiếc xe này thì mời các bác đến cửa hàng của em Vũ Diêu Auto. Vâng, cửa hàng em tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Rất vui khi được các bác đến ghé thăm. Và rất cảm ơn các bác cũng đã đồng hành cùng Vũ Diêu Auto. Đấy, review một chiếc xe đẹp này bao giờ cảm giác nó cũng rất là sung sướng cuộc đời luôn. Và xe thì nó mới về. Thế là bác nào nhanh tay nhanh chân mua cho mình đi lại cho gia đình. Rồi để cho các bác có cái xe đi Tết ấy, thì cũng rất là ok. Vâng. Đấy, cửa sổ trời đấy nào. À đây, cửa sổ trời đấy chứ. Mình lâu lâu lại không sử dụng. Đấy. Xe này thì đi sướng rồi. Độ cách âm chống ồn tốt. Máy thì ngon, số ngọt. Đấy. Lái thì rất thoải mái. Và con này gầm cao máy thoáng các bạn. Em ngồi như thế này cảm giác nó rất là hay. Nó thoáng xe luôn. Và đây các bác nhìn này, có cả cái đồng hồ định vị bản đồ cái la bàn đấy, la bàn định vị luôn. Và xe thì không có lỗi lầm gì nhá. Bao tao test hãng cho các bác thoải mái luôn. Những ai mà yêu thích chiếc xe như thế này thì mời các bác đến cửa hàng của em Vũ Diêu Auto. Cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm em Vũ Diêu Auto. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Và chúc các bác tìm cho mình được những chiếc xe yêu thương ạ. Xe ngon này không mua để làm gì. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.